Bom đạn chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong thời bình vẫn có rất nhiều anh hùng ngã xuống trong công cuộc chăm lo bảo vệ cuộc sống cho người dân. Gần 2 năm đã trôi qua, nhưng có lẽ hình ảnh về 13 liệt sĩ ở Rào Trăng vẫn còn in đậm trong ký ức mỗi người dân Thừa Thiên Huế. Với mỗi thân nhân liệt sĩ, đó là những mất mát quá lớn, không dễ gì bù đắp được. Chăm lo cho từng hoàn cảnh thân nhân các liệt sĩ Rào Trăng, tạo những điều kiện tốt nhất để san sẻ gánh nặng, giúp họ có thêm động lực để bước tiếp trong cuộc sống, cũng là những nét nổi bật trong suốt 2 năm qua về thực hiện chính sách hậu phương quân đội của các cấp, các ngành và đặc biệt là của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hãy cùng phóng viên thời sự gặp lại những thân nhân liệt sĩ Rào Trăng để chứng kiến những đổi thay. Nằm sâu trong hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, căn nhà cấp 4 mà liệt sĩ Nguyễn Anh Quốc đang xây dựng dang dở rồi ra đi mãi mãi, nay đã được hoàn thiện để có chỗ thờ tự cũng như có nơi ăn học cho hai con. Chị Nhang, vợ liệt sĩ Quốc, cũng được cả cấp quan tâm cho chuyện công tác về dạy một trường gần nhà để có thời gian chăm sóc cả con hơn. Căn nhà nhỏ dù thiếu bóng hình của người chồng, người cha, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền thời gian qua đã góp phần vơi bớt nỗi đau cho mẹ con chị. Được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và các cơ quan đoàn thể thì ngôi nhà của vợ chồng em cũng được hoàn thành và ba mẹ con cũng có chỗ để tiền sinh hoạt và thờ tự. Thì ba mẹ con cũng cố gắng để tiếp tục cuộc sống và em cũng hứa là cố gắng để nuôi dạy hai con lên người để chồng em có thể yên nghỉ nơi chín suối. Em Phạm Thiên Hà, con của liệt sĩ Phạm Văn Hướng, sau khi tốt nghiệp đại học đã được Bộ Quốc phòng tuyển dụng phong quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp và bố trí làm việc tại ban tuyên huấn phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiệm vụ của Hà là xây dựng các bản tin, bài phóng sự phục vụ cho công tác tuyên truyền của lực lượng quân đội. Hơn nửa năm đứng vào hàng ngũ quân đội, dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự động viên, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các đồng đội, nay em đã tự tin thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Cho đến hiện nay cũng là gần 2 năm, thì một Đảng và Nhà nước thì vẫn luôn có những cái chính sách, những cái sự quan tâm động viên nhất định để tôi có thể tiếp tục cái cuộc sống hiện tại. Thì tôi vẫn rất là biết ơn và cảm thấy rất là cảm ơn với cái sự quan tâm đó. Trong 13 liệt sĩ hy sinh tại tiểu khu 67, có 5 liệt sĩ công tác tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện chính sách hậu phương thời bình, những thân nhân của các liệt sĩ này đều được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện bố trí công việc theo đúng nguyện vọng. Sau khi có quyết định tuyển dụng của Bộ Quốc phòng đối với thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn năm 2020 tại thủy điện Rào Trăng Ba, thì 4 thân nhân của liệt sĩ quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan đơn vị của Bộ Chỉ huy tỉnh thì luôn được sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ nhân viên của các cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức các cái hoạt động có ý nghĩa, kịp thời động viên chia sẻ với các gia đình của các thân nhân liệt sĩ. Chiến tranh đã qua đi, nhưng giữa thời bình vẫn có nhiều liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ bình yên cho người thân. Và dù là ở thời gian nào thì sự hy sinh của họ cũng sẽ mãi được khắc ghi trong lòng mỗi người ở lại, để luôn ghi nhớ về tấm lòng quả cảm, tinh thần phục vụ nhân dân của một người lính. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng là cách để mỗi một chúng ta luôn nhớ về những người đã khuất và hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.